giờ thì anh em đã chuẩn bị sẵn sàng để mà tiếp tục giải tăng tiếp theo tại khu vực quần đảo Trường Sa này của đảo Lạch Tà, cách đảo Phú Quý khoảng 6 đến 70 hải lý, đường rất là xa, nên hải sản thì anh em cố bắt cho thật nhiều để mau về với gia đình hơn. Giờ thì mời mọi người xuống xem thành quả như thế nào. Bây giờ thì anh em chuẩn bị nhảy, vô địch sẵn sàng. Lên rất là lạnh nên anh em sẽ mời mỗi người mỗi điếu thuốc cho để lạnh. Giờ thì mời mọi người xuống xem thành quả. Nam sẽ nhảy xuống. Anh Nam trước thì sẽ nhai trước khỏi bị rối dây. Nhai. Sức. Rồi mọi người, anh em cũng đã đáp dạng hết rồi. Tám thì nhảy sau cùng này. Chỗ này nước khoảng 3 xả tay thôi, nên vừa nhảy xuống thì tới dạng luôn. Nước rất là cạn. Tăng đầu tiên thì nhảy con gòi sóng sập, cua rất là nhiều luôn. Nếu mọi người chưa coi video tăng trước thì hãy bấm vào video tăng trước để coi. Cũng tại gòi Lạch Tà này, một đêm thì thường sẽ lặn 3 tăng đó mọi người, tăng 1, tăng 2 và tăng 3. Đây, dây rất là rối luôn. Vì khi lặn lên thì dây anh em vẫn đỡ giúp biển như thế. Đủ bê tăng thì anh em sẽ phăng dây lên và chạy về ghê lớn. Nó sẽ rối những cái vợt vào đó mọi người. Cuối cùng thì cũng để gỡ xong rồi. Bây giờ thì sẽ đi săn bắt hải sản. Đây là con cá thèn này mọi người. Tám vừa săn được con cá thèn. Cá thèn kho ăn rất là ngon. Phía xe Tám vẫn thấy một con, nhưng con đó nó để chạy rất là xe. Cá thèn thì từ khoảng 25.000 một ký thôi mọi người, có lúc thì được 30. Đây là một con cá lằn bơ này. Anh em gọi đỡ Tám gọi là cá lằn bơ. Con này rất là to luôn mọi người. Lằn bơ thì nó sẽ có hai loại. Tám xiềng được nó rồi. Có một loại lằn bơ nhọn, đuôi rất là nhọn luôn. Anh em gọi là lưỡi clau. Con này thì không phải lưỡi clau đó mọi người. Rất là to. Cái lằn bơ này thì nó chỉ thích ở dưới cát thôi, chứ không ở trên dạng đâu. Rồi, Tám làm như thế thì nó sẽ không chạy nữa. Wow, một con mực nang baby đó mọi người. Con mực nang rất là nhỏ luôn. Đây, Tám sẽ đo con cá với con mực nang này. Mọi người cũng thấy thì con cá giống như là một bầu lời đó mọi người. Giờ Tám phải đi theo anh em thôi, chứ anh em đi rất là xe. Một con hải sâm gai này. Còn con này là con hải sâm clăng. Hải sâm clăng thì nó cũng có tơ như hải sâm mu đó mọi người, nhưng mà hải sâm clăng thì mua mắc hơn, 20.000 một con.
Đây là bèn say này, hình như là gặp một con tôm tích. Đây, bèn say vừa bắt con cá để nhử, nhưng con cá đó để chạy rồi. Đang kiếm con cá khác. Tám dùng con hải sâm nhử thì nó chạy luôn mọi người. Hình như là nó hơi có mùi nên nó không ra. Đây, nó chạy mắt xét luôn. Bèn say thì săn được con cá lại để nhứ con tôm này. Đây, đang có nhứ cho nó ra. Nhưng mà hình như là nó không ra đó mọi người. Nó hơi mùi hải sâm thì nó chạy luôn. Bắt tôm tích thì phải kiên trì rất là lâu. Có những con thì nó không chui vào sâu nên dễ săn bắt nó hơn. Không biết con này thì nghe mùi hải sâm nó chạy mắt xét luôn. Đây mọi người, cá hang nó rất là to. Cá hang to về sâu lắm mọi người. Có lúc anh em đào nguyên một cánh tay nhưng không tới đâu. Thật thêm coi xương chữa vào luôn. Cũng không tới cái đáy nó luôn mọi người. Tám được con ốc bù này. Wow. Tám đã gặp con tôm hùm này, tôm hùm vỗ đó mọi người. Tôm này được giá lắm, mua theo tôm hùm rau, 800-900 ngàn một ký. Nhưng sẽ mua có sai, từ 2 lạng trở lên thì sẽ mua là 1. Đi dưới bực sâu thì sẽ có những chỗ thẳng đứng như thế này. Phải leo theo các vách núi xuống phía dưới nữa thì nước tầm khoảng 12 đến 13 xả tay. Có bạn say đi tuốt dưới sâu đó mọi người. Tám thì đi phía con này. Tám gặp một con cá đỏ mép nè. Cá đỏ mép ở khu vực Trường Sa này rất là ít. Cá đỏ mép những con to ăn rất là ngon. Tại khu vực đảo Phú Quý tám đi thì cá đỏ mép này khoảng 65 ngàn một ký. Đây là con hải sâm sâu ga này mọi người. Đi ngoài vực sâu thì sẽ có những con hải sâm sâu ga này. Tăng giờ thì anh em sẽ bỏ thu những con hải sâm sâu ga. Đây 10 ngàn một con đó mọi người. Thêm con thứ hai này. Hải sâm sâu ga này nó sẽ khác hơn con hải sâm ga. Đây tám cũng có một con hải sâm ga này. Còn con hải sâm sâu thì nó nguyên một màu đỏ nhưng nó rất là to luôn. Có một con cua đỏ.
em sẽ bắt nó. Hình như là có trứng đó mọi người, nó đang có mang bầu, chắc tám phải thả nó đi vì con này cũng chưa được to. Những tảng đá nó rớt từ trên mực cao xuống đó mọi người, tiếp lên nó sẽ rớt và lăn xuống dưới này, xuống dưới trong mực. Chọn này cao luôn, giờ tám phải bò lên trên thôi, ta viền theo những hòn đá để mẹ đi lên. Chứ mang những đa chì rất là nặng, loài không có nổi đâu mọi người. Loài khoảng một tí thì nó mệt liền, chứ không loài được cao. Hình như là máng sợi dây của tám rồi. Wow, máng rất là xe luôn. Đó mọi người thấy cục đá nó rớt xuống không? Xuống tới tầm đó thì nước khoảng 12 xả tay thôi. Ai mà đi ghe thêm một tí nữa thì hải sâm sau gai rất là nhiều. Tám gặp một con cá thau lậu rất là to luôn. Con này tầm khoảng 3-4 kg luôn. Wow, rất là to mọi người. Những con càng to thì màu nó rất là xanh luôn. Xanh mine luôn mọi người. Tám lên bên này xem. Nó thường ngủ những các bực sâu, về trong cái hang rộng. Con này cũng là cá thau lậu nè mọi người. Nó sẽ có hai loài, một loài xanh rất là đậm, còn loài này thì xanh lợt thôi mọi người. Wow, thêm con thứ ba này mọi người. Cá rất là to. Cá mó thì là một sẽ 45.000 một ký. Phía xe thì bạn sai đang có gặp con gì nè. Dưới nước anh em không nói chuyện được, nhưng mà những dấu hiệu của anh em thì sẽ biết nha mọi người. Sẽ biết những dấu hiệu của anh em. Chỉ là không biết chính xác chỗ nào thôi, chứ biết bạn sai đang có chỉ tém một con hải sản gì. Thêm con cá thau lậu nữa nè. Đằng sau thì đang bắt một con hải sâm sau gai. Cá thau lậu này nó đẻ răng mùng để ngủ rồi. Thì đây là con tôm vỗ đó mọi người. Wow, nó chạy ra xe, nó chạy ra ngoài bực sâu luôn mọi người. Đây tám được con tôm vỗ luôn. Con vừa chạy kia thì bèn sai bắt được đó mọi người. Chạy một lát thì nó sẽ đầu xuống chứ không chạy miết đâu. Tám được con này nữa là hai con tôm vỗ. Còn con cá mó này anh em gọi là cá mó tím, vì nó nguyên một màu tím rất là đẹp. Những con cá mó thì rất là nhiều màu sắc luôn mọi người.
Chỗ này thì tém gặp một con ké rất là to, hình như là nó chui về hang rồi. Tém chờ xem nó có chạy ra không. Thêm con hả xăm sau gà này. Gà nó rất là già luôn mọi người. Khi mà thương lái chưa mua thì anh em gặp những con sau nào rất là sợ. Nhưng mà mua rồi thì mau cho nó gặp. Wow, thêm con cá thầu lậu kinh khủng luôn. Rất là to. Một con này thì anh em được rất là nhiều tiền. Wow, một con cá đuối rán rất là to. Nó ngủ trong cái hang. Tám sẽ biểu bạn say lại phụ. Đây mọi người, nó đang có ngủ. Giờ bạn say sẽ lấy vật xuống. Hình như là nó đã đụng rồi mọi người. Đây nó chạy ra ngoài. Bạn say sẽ cho nó về vợt thôi. Mọi người khi gặp cái đuối này đừng có nên bắt tay nha. Nó rất là nguy hiểm. Được rồi mọi người. Bạn say rất là dạng bắt những con cái đuối này. Thường thì tám sẽ lấy cái gai nó dẹp trước thì mới bắt. Còn đây bạn say để nguyên gai luôn. Để nguyên gai rồi mới bắt. Bắt ké xong thì mới bẻ gai dây đó mọi người. Đây, cái gai nó rất là dài luôn. Nó đâm một cái thì nhức 7 ngày 7 đêm. Có khi sẽ bị ngoại tử, cái vùng bị đâm. Rất là nguy hiểm luôn. Bạn say đang bắt con bạch tuộc đó mọi người. Nó chạy ra ngoài này. Bạch tuộc chạy cũng rất là nhanh. Nhưng đường cái là chạy rất là gần. Được rồi mọi người. Đó là những cách mà anh em dùng làm cho bạch tuộc không còn sống. Wow, mọi người thấy trong hang con gì không? Chỉ là thấy cái đuôi thôi mọi người. Là một con cá bò dép. Đây bạn say chui vào nè. Hang rất là sâu luôn. Wow, bạn say thì đi phía ngoài được một vật hải sâm sau ga luôn. Tầm khoảng 35 đến 40 con. Giờ bạn say đang có bắt con cá bò dép tiếp này. Cái hang nó ở rất là sâu. Bạn say thì để chui vào hết nửa mình rồi. Vì các bậc sau này nó sẽ thẳng đứng xuống. Đây, phía dưới là một vực rất là sâu. Tám thì đang có cầm sợi dây lặn đó mọi người. Cầm cái sợi dây cho nó ruồng lại. Nếu mà phiết lên không biết chạy cano đi thì sẽ kéo bạn say. Vì khi chui vào hang, sợi dây thẳng thì không chui vào được. Với lại rất là nguy hiểm luôn. Bạn say bắt rất là lâu luôn mọi người. Bây giờ thì chui vào rất là sâu luôn.
Được rồi mọi người, cuối cùng thì cũng được rồi. Sau bao nhiêu lần chờ đợi này, tầm khoảng 5 phút luôn, cuối cùng thì đèn sai cũng bắt được con cá rồi. Rất là mừng vì cá rất là được giá, khoảng 330.000 một ký. Đèn sai cũng đè được một con rồi nè. Nó chạy nên cá vợt nó xoay tròn luôn mọi người. Rồi, giờ thì phần vợt ra cho bèn xoay bỏ ké vào thôi. Quế là đẻ luôn mọi người. Lần chung với anh em mà gặp anh em bắt nhiều hải sản rất là mừng. Với lại tám cũng phù thêm. Bèn xoay gặp một con tôm vỗ này, rất là to. Vì tám với bèn xoay đi xét bực đó mọi người, xét chân bực nên sẽ đi gọn bèn xoay miết luôn, đủ tăng luôn mọi người. Đây tám bò lên trên lại này, vì các bực đứng này đi một người nó mới đủ người. Và thì về là máng sợi dây này, máng sợi dây rất là xe, tám phải gỡ nó ra thôi. Nếu mà đi được bực sau này mà quay lại gỡ dây thì bèn xoay để đi chuốt luôn, rất là nhanh. Wow, một bụng hải sâm sâu ra mọi người. Thì ghê là đi phía ngoài hải sâm sâu ra nhiều lắm. Tám cũng đã bắt được hơn một vợt, gần hai vợt rồi mọi người. Bèn xoay thì sẽ hơn hai vợt. Vì hải sâm sâu ra này nó không phải như hải sâm gai, nó sẽ ở ngoài tuốt bên sau thôi mọi người. Chỗ này cũng rất là nhiều luôn nè. Wow, không biết bao nhiêu con luôn. Khoảng tầm 90 con. Rất là nhiều luôn. Nhưng mà con này rất là to, nhanh đầy vợt lắm mọi người. Tầm khoảng 20 con là đầy vợt rồi. Bèn xoay vợt này nữa là để đầy hai vợt. Wow, con nào con nấy trẻ bé luôn. Đây, chỗ này cũng có một con nữa này. Còn con này là con hải sâm gai này. Con hải sâm gai bình thường anh em bắt này. Hải sâm này thì nó ở rải rác đó mọi người, tức là con gò hay dưới bực thì nó đều có. Nhưng hải sâm sau gai này chỉ ở bực sau nên mới có thôi. Nhưng mà đặc biệt tại khu vực đường xe mới có. Tám cũng đầy hai vợt luôn mọi người, vì những hải sâm sau ra nhiều nên tám chỉ quay một đèn thôi chứ không quay cảnh bắt nhiều đâu. Đây là cách tám giới thiệu cho mọi người biết hai con hải sâm. Đây là chú năm này, vừa ra cũng được hai vợt luôn. Tăng giờ thì anh em bỏ thu.
ai cũng đầy hai vợt luôn mọi người. Cũng để tới giờ lên rồi. Đây từ dưới bực đi lên. Tăng giờ thì anh em sẽ neo cano xuống. Về thẻ sợi dây đé xuống này. Tám sẽ đi lên đầu tiên. Đây 10.000 một con hải sâm. Tăng giờ anh em kiếm khoảng 400-500 con đó mọi người. Giờ thì lên xem thành quả thôi mọi người. Chắc sẽ bội thu hải sâm. Tăng giờ thì anh em lượm hải sâm này, cơ là hải sâm sâu gai, hải sâm sâu gai. Con này thì họ mua 30.000 một con. Đây hải sâm sâu gai. Tăng giờ thì hải sản cá cũng rất là ít, được con bạch tuộc rất to luôn. Em nhờ hải sâm sâu thơm này nè. Được tha con cá bò dép. Nó ngủ rất là kỹ luôn. Bò dép ngủ kỹ về rất là sâu. Phải chùi vô rất là sâu mà mới bắt được nó. Hải sâm sâu gai nó khác hơn hải sâm gai, nó màu đỏ nhưng nó toàn ở các bực sâu không, nó không lên gò. Rồi xong xuôi anh em sẽ ăn cơm. Ăn cơm xong tiếp tục tăng nữa thì sẽ về lại ghi. Tăng giờ thì hải sản ít nhưng được cái hải sâm sâu gai. Tập hải sâm sâu gai. Tăng giờ thì anh em bắt đèn lại hải sâm sâu. Hải sâm sâu gai. Hải sâm này thì thương lái cũng mua 30.000 một con. Nhưng loại hải sâm này thì nó không ở cạn được. Nó ở tầm nước từ sâu. Các bực mà anh em đi thì nó sẽ thẳng đứng xuống. Tăng thứ hai của anh em cũng kết thúc tại đây. Cảm ơn mọi người để xem. Nếu mọi người thấy hay thì hãy cho một like và một đăng ký kênh để có nhiều động lực cho nhiều video hay hơn. Thì khu vực đường xanh này cũng xanh nào. Xin lỗi mọi người, khu vực đường xe này thì cũng
hải sản cũng đa dạng thôi, những con thì rất là lẻ tại khu vực đảo Phú Quý. Vì khu vực đường xe này rất là xe, mè tầm 6 đến 70 hải lý, nên những con khác về lẻ thì sẽ còn. Vì vậy hải sản sẽ đa dạng hơn. Nhưng tầm đi của anh em thì sẽ hơn 1 tháng, rất là lâu. Giờ thì video cũng kết thúc tại đây. Anh em sẽ ăn cơm. Bye bye.